Chị đừng làm vậy em ngại lắm chị. Ba Tùng, ba Tùng. Ừ, con. Ủa, cái gì vậy, gọi ai mà ba vậy? Dạ, là ba Tùng đó. Ủa hả? Ủa, Sơn? Dạ, dạ. Tới kìa, phải không? Con, Tùng hả? Con ai vậy? Hả? Con của em. Con của cậu Tùng. Trời, sao kêu bằng ba vậy? Kỳ quá à, mới được. Ông rồi. Ủa, nhưng mà ba Tùng là ba của con mà. Ba Tùng. Con em á. Ừ, con á. Thiệt không? Thiệt á. Dạ, thiệt. Cậu có con rồi đó hả? Chẳng những một đứa mà tới mấy đứa lận. Mỗi tỉnh một đứa đó. Chị ơi, bây giờ cái lô đất của mình bây giờ xúc tiến như thế nào hả chị? Mình tiếp tục bàn bạc nữa hả chị? Trà sữa. Thôi. Cái vụ mà 20 lô đất đó hả? Ừ. Chắc là tôi quên nữa. Tôi có cuộc họp, tôi đi về. Cuộc họp đột xuất trưa nay của công ty tôi. Cho nên vụ 20 lô đất ha, thì có gì tôi gọi điện tôi bàn sau nha. Chị, vậy là sao chị? Em không hiểu. Còn gà rán nữa. Thôi, gà rán cái gì vậy? Cái vụ nó quên đi ha. Thôi cậu lo cho con cậu đi. Thôi bây giờ tôi về công ty nữa. Cái vụ tôi với cậu thì để bàn sau đi ha. Dạ. Bà vì sao vậy? Cái gì bà? Người ta trẻ mà ăn gì mà kêu bằng bà xích ra. Xích ra. Lật mặt luôn á, lật như nè. Ghê ghê. Cậu Tùng, cậu thấy tôi hay không? Tôi đã cứu cậu một bàn, tôi trông thấy sắp xếp một tình huống tuyệt vời. Hay không? Em thấy anh hay. Đúng. Hay ganh tị. Cậu nói vậy là sao? Cậu Tùng, tôi cứu cậu mà. Em thấy vậy đó. Cứu gì? Nhưng mà cũng cảm ơn anh. Nhờ anh mà em cắt được một cái đuôi. Thôi được rồi. Thật sự á, nó là vậy nè. Rắn vẫn là thằng lằn, rắn vẫn là rắn, không thể nào thành rồng được. Lính thì muôn đời vẫn là lính. Cái gì cũng hiểu sếp. Hiểu cái gì? Tôi nhờ cậu đi đón với An, tại sao cậu để cho sếp Tài đón? Em cũng biết đâu, tự nhiên sếp Tài giành giật với em tưởng đâu sếp Tài muốn giúp đỡ em để tập trung lo cho 20 lô đất bên đây. Giúp đỡ hả? Hả? Cậu thấy không? Ủa An, em đi đâu vậy? Em cũng không biết nữa. Em đang chơi ở nhà, tự nhiên bác Tài tới rước em tới đây. Là sao? Rồi bác Tài còn dặn em là kêu ba Tùng. Rồi có cái cơ gì đó cũng bỏ chạy luôn. Em hiểu rồi. Trời, cào kiến thượng sách. Không ngờ một cái cách đơn giản vậy khiến cho anh cắt đứt mất cái đuôi. Cào kiến cái gì? Người ta nhờ cậu thì để tôi tự tính. Tự nhiên để ông Tài ông sọt vô một cái. Ông làm quá cái chuyện lên. Em không biết đâu. Em ra ngoài đợi chị xíu nha. Dạ. Rồi công nhận nha, chán cao. Chứng tỏ thông minh, lý. Tuyệt vời. Thôi đi. Cái gì vậy? Người lớn hết rồi mà. Họ một chút là lôn đít vô vậy đó hả? Chuyện của mình tự giải quyết đi chứ. Làm gì không có bản lĩnh. Đây, xin mời. Hết rồi hả? Đó. Có bị nhiều thôi hả? Nguyên một phần lớn. Ủa sao thấy thiếu thốn nhiều thứ quá nhở? Thật sự luôn á, nhìn vô cái dĩa cơm không có hấp dẫn một xíu nào hết. À, đúng không? Thiệt. Cái này là ta theo cái phong cách mà phương Tây đó, người ta thích vậy đó. Tây gì? Thử thôi. 25. Cơm ngon không anh? Cũng nhăn à chị ơi. Bác ơi, cái sống nhăn ăn hết nguyên dĩa kìa, chứ sống nhăn cái gì? Sống thiệt, dùng 10 hột đi, 3-4 hột sống có, sống thiệt nha. Góp ý cái này phải làm sao làm nha. Ủa, quán khai trương nào vậy? 2 ngày rồi. 2 ngày rồi? Sao khai trương 2 ngày mà không có nói tiếng nào vậy? Để em xuống em phụ chị. Trời, coi để cái bảng khai trương ngoài á. Ủa, khai trương 2 ngày rồi đó hả? Ừ. Sao đông hoe vậy? Trời ơi, quán gì giống, quán bán gì chắc lộ chết. Trời ơi, duyên dáng chút đi. Không có. Nè. Chị nụ, em góp ý cái này với chị nụ nha. Cái thái độ mình mà tiếp xúc với khách hàng đó. Sao? Mình làm nghề dịch vụ mà. Thì mình phải xin niềm nở, thấy không? Mình phải niềm nở với khách, hiểu không? Thôi rồi, bây giờ ăn nè. Cho em thiếu. Nước mắm đâu? Nước mắm. Rồi, nước mắm cái gì? Nước mắm rồi gì ta? Vậy, cho em xin thêm một ít ớt. Rồi, ớt với nước mắm. Ớt, nước mắm, rồi. Chị, cho em xin thêm cái đồ xào này. Đồ xào, mấy miếng ăn được. Cho em xin thêm dĩa đồ xào đi, dĩa đồ xào nữa.
Cho con cái gì nữa không? Chỉ được sao nữa, để em suy nghĩ nè. Cho em xin thêm khăn lạnh, em xin thêm trà đá, rồi gì nữa ta? Thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Xong rồi đúng không? Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Chị, cho em xin thêm chén đường nữa nha chị. Trời ơi, biết ăn không? Sống thiệt trời. Chị, góp ý luôn nha, chanh mặn quá. Đồ xào nè, nước nè, ớt nè, trà đá nè. Thấy không, nổi hết trình bày thôi là đã thấy không á? Cái gì đồ xào bỏ gì bỏ nghiêng bỏ ngửa cho mà ăn? Người ta bưng ra là người ta phải nhẹ nhàng. Ờ đây, quý khách mời bên này đó, để bên này để thuận tiện ta gấp ăn, gấp ăn. Mà nói nãy giờ chứ phải khen một điều nha. Sao? Quán đẹp. Đúng rồi, đẹp. Đẹp, rất đẹp luôn. Nhìn lịch rất là xinh xắn. Nhìn nó vậy như là chất á. Chất lừ đúng không em? Đúng rồi, chất. Nhưng mà lỗ không? Bán gì sao lợi? Trời ơi, khu mình là khu gì? Khu lao động, dân lao động không? Ai vô đây mà ngồi ăn? Rồi bán dĩa này nhiêu tiền? 25. 25 ngàn. Đặt khai trương, mừng khai trương là 25. Mai mốt hết mừng khai trương thì là 40. Cái gì? Một dĩa cơm 40 ngàn. Thì sao? Trời ơi chị ơi, chắc chị ít đi ăn cơm văn phòng lắm phải không? Nhìn chị quê mùa là em biết rồi, em nói chị nghe nè. Trời ơi, bán một cái dĩa như vậy 25 ngàn trong ngày khai trương nó còn mắc. Cái dĩa này chị chỉ bán 15 ngàn thôi. Chị hiểu không? Ai mà đi bán 25 ngàn? Trời ơi, còn mấy cũng bán 40 ngàn ai mà mua? Trời ơi, biết bao nhiêu công sức mà trời ơi. Này cánh gà đùi gà này ha, tôi phải chiên đi, tôi chiên sao cho nó đẹp đó, thấy không? Rồi cơm tôi phải nấu đàng hoàng chứ. Nói nghe nè, đây là chỗ chị em thân tình mình góp ý. Sao? Mình phải lắng nghe, hiểu chưa? Mình không có mà, trời ơi, mình với khách hàng là thượng đế, hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Rồi. Hiểu chưa? Rồi thì bây giờ em góp ý vậy thôi chứ có gì đâu. Rồi, bây giờ nè, được rồi, tính tiền nè. Đẹp không? Ôi lấp lánh quá, lấp lánh. Mới đổi đó. Trời ơi, cái hột xoài của em ha, hột vuông này trời hiếm lắm nha chị. Mà cái bệnh em kỳ lắm, tính em kỳ lắm. Mỗi lần đổ hột xoài là lỗ, mà em nhận cứ đổ chị. Trời ơi, sang quá vậy. Nói sao nữa, trời linh mà. Rồi, 25 phải không? Mấy cái đồ sao? Cái này thì thêm 10 ngàn nữa, 35 đi. 35 ngàn. Chị, không mấy giờ em lột cái chiếc nhẫn hột xoàn tầm khoảng 100 triệu của em để đây cho chị rồi mình là... Trời ơi, hồi nãy giờ vô nói trên mây trên trời không à, nổ quá trời nổ. Giàu sang quá, đổ hột xoàn gì đó, lỗ mà không có tiếng. Bây giờ có 35 ngàn cũng không có tiền trả nữa làm sao? Thái độ như vậy với khách hàng là không được. Trời ơi chị, nhà em ở trên mà, em bước lên lấy mấy hồi. Chị làm ăn gì nói chuyện với khách kỳ cục vậy? Nói thiệt, bây giờ nói một câu nghiêm túc, bán như vậy chắc cắn lỗ. Hôm nay mở cửa, ngày mai đóng cửa. Nè, lấy đi, lấy tiền trả, làm gì dữ vậy? Trời ơi. Tức quá mà. Ồ, không khí ngày khai trương thật tấp nập. Ồ, mặt chủ ngày khai trương thật rạng rỡ. Tính ăn cơm hả? Cơm văn phòng. Cơm văn phòng mà thấy phòng không, không thấy người đâu hết vậy? Tóm lại là bây giờ tôi buôn bán nhưng mà khó khăn quá, tôi mở từ bữa giờ mà ế quá ế nè, có thấy chịu nổi không? Chắc là dẹp sớm luôn cho rồi thì khổ. Bữa này là cơm của khách ăn bỏ mứa hả? Bỏ mứa sao còn nguyên vậy? Mày phải có chắc vấn đề gì cơm hay là sao hay là... Để tôi ăn thử cho. Tôi sợ là ngày đầu khai trương nhiều khi mấy tiệm khác người ta qua người ta phá những gì vậy đó. Ok. Sao? Gạo nè. Gạo. Mà cơm, cái này nấu thành cơm rồi. Gạo còn nguyên. Nấu hột không lỡ vậy. Nấu cơm mà gạo về là thua. Quan trọng cái đồ ăn, nhiều khi cơm dở đồ ăn người ta gỡ lại. Đồ que à. Không, em muốn quen rồi trong này. Sao mà lừa cái già quá vậy? Ta ăn, ta nhai sơ. Dính găng mình chết. Ui gà. Thôi được rồi, đừng có đụng tới nỗi đau của tôi nữa. Con gà này chắc có đá. Thôi. Tôi góp ý cho nụ nghe nè. Rồi.
là mình làm cái gì mình phải chuyên về cái đó. Giống như nụ không biết nấu ăn mà nụ mở quán ăn là nụ lòi hỏng chắc rồi. Thì tôi nghĩ là tôi bán cà phê kết hợp thì làm thêm đâu cơm có văn phòng. Bây giờ thí dụ như cà phê mình bán sinh tố thì được, chứ tự nhiên cà phê làm cơm văn phòng vô mình không biết nấu cơm. Thì bây giờ kinh tế khó khăn quá, bây giờ tôi buôn bán cái gì tôi không phải suy nghĩ hết á. Bây giờ Tùng có cái gì mà hay hay không chỉ cho tôi đi. Không phải là hay với dở ở đây, mình phải suy nghĩ. Mình đã, ví dụ như mình chuyên về cà phê, từ đó đến giờ thì mình đầu tư dài hạn vô cho cà phê. Chẳng hạn giờ mình có không gian đẹp vậy, thì giờ mình cải thiện chất lượng cà phê đi. Mình cải thiện chất lượng nước uống, rồi mình cải thiện giống như là ví dụ như là cà phê Tùng nghĩ thử coi, bây giờ cái khu của mình á, bây giờ mở một cái spa hay là tiệm nail, hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý thì hợp lý, nhưng mà đâu phải muốn mở là mở, phải có giấy phép đàng hoàng, phải đi học thẩm mỹ, rồi vẫn muốn làm nail phải đi học nail nữa. Thôi, rắc rối quá, Tùng rắc rối quá. Bây giờ người ta mở đầy ra đó, có bị cái gì đâu. Ta mở đầy là con mắt người ta sáng, con mắt của chị còn đeo kiến kìa. Trời ơi, chị vô chị chỉnh mặt cho người ta, cái mũi bị gắn cái miệng chết ta luôn quá. Tôi làm massage mà, thì ba massage đó. Massage mà có học không? Hồi trước học một khóa rồi, khóa mà massage Thái đó, có học rồi. Ừ, sao không làm? Thì học xong cái chuyện học gian dở đúng không? Đúng, thì bây giờ học tiếp rồi làm luôn. Thôi mấy cái chuyện massage mà thôi, nguy hiểm lắm á nha. Kệ tôi. Bây giờ tôi quyết định rồi. Bây giờ một lần nữa tôi sẽ thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi sẽ thay đổi số phận của tôi. Giai đoạn này sẽ gọi là start up. Khởi nghiệp. Yes. Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Đúng rồi, in cho tôi 10.000 tờ rơi. Đúng rồi, nếu mà thành công á, tôi sẽ in 100.000 tờ rơi. Tôi sẽ phát hết tất cả các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi vậy nha, vậy nha. Sáng sủa hơn rồi đó. Wow, trời ơi, chị ba luôn hả? Trời ơi, dạo này làm ăn lớn quá ha. Hôm bữa bán cơm, về làm xì ba. Ý mà trong xì ba là người ta hay cắm gạo, là có cám không? Có nào bán cơm dẹp, qua xì ba bán cám dẹp. Cho khác giùm đi trời ơi trời. Mới mở hàng chưa có ai vô hết á. Trời ơi là trời. Vô xì ba hả? Dạ. Vô massage đi, massage. Hôm nay có giảm giá 10% nè cưng. Vô massage chân đi. À, ngoài massage chân mình còn massage gì nữa không chị? Trời có chứ, massage tay nè, massage vai, massage đầu. Nói chung là tất tần tật, cái gì cũng có. Đi vô. Thật ra em là nhân viên quảng cáo mỹ phẩm. Đây, em đang khảo sát thị trường. Bây giờ công ty em mới ra một sản phẩm nha, làm trắng da với hiệu quả ưu việt. Bây giờ được nhiều người xài lắm nha chị. Đây nè, kem trắng da Hằng Nga. Kem trắng da Hằng Nga. Trời ơi, cái này một vốn bốn lời đó chị. Giá rất là bình dân mà chất lượng này đẳng cấp nữa. Chị nhập về một lô hàng xài thử coi sao. Trời, chưa xài đâu biết công dụng gì đâu. Tự nhiên nhập về lỡ không bán được rồi sao? Nếu mà chị mua hết thùng này của em nha, là em sẽ giảm cho chị 3-50%. 3-50% luôn hả? Cái spa này của chị mới mở nè. Bây giờ em thấy cũng ế quá trời luôn. Rồi cũng không có nữa. Chưa em. Chắc là lộ vốn lắm luôn. Bây giờ chị nhập về thử một lô đi. Biết đâu á, chị trúng mánh thì sao? Trong đây nè, có sổ số nữa đó. Nếu mà chị trúng á, là được đi du lịch luôn đó chị. Du lịch hả? Đi đâu vậy em? Dạ, Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Ôi, tự nhiên cái được đi ngắm hoa anh đào luôn hả? Dạ. Nếu mà chị không chịu thì thôi em đi spa khác. Ở đây còn nhiều spa lắm. Ê, khoan. Mua thì mua. Ê trời ơi, khai trương spa nụ hồng chúm chím. Trời ơi, vừa quán nước rồi vừa bở cái này nữa ta ngon à nha. Cái này cái gì vậy? Cái gì vậy? Da ua hả? Trời ơi, làm spa có da ua, nó bán da ua hả? Hay mật ong? Cái gì? Cái này cái gì? Kem trắng da. Kem trắng da hả? À, kem làm trắng da Hằng Nga.
Đúng rồi. Cái này mua về mình dưỡng da đó, trắng lên giống như chị Hằng Nga vậy đó. À, ê khoan khoan, mua ủng hộ đi. Trời ơi, bà điên, tôi đàn ông trai tôi mua về tôi ủng hộ gì. Cái này phụ nữ người ta mua người ta xài người ta trắng da, còn tôi đàn ông trai xài gì. Ê, vậy cầm rồi thì mua ủng hộ người ta đi. Mua cái gì mà ủng hộ? Trời ơi, mua tặng cho con gái rồi mấy người hàng xóm phụ nữ đó. Mới nhập hàng về hả? Mới nhập hàng, mở hàng đi. Cái này mở của hàng. Nước nào? Không thấy nước, không thấy guarantee. À, nước co to hả? Đây nè, có chữ co to. Co to là cái gì? Ai biết nè, chữ nè, co to. Trời ơi, cái này rồi, bán cho hai hũ đi. Hai hũ nè. Nhiều hũ vậy? 200 ngàn. À, 200 ngàn, hai hũ 400 hả? Trời đất ơi, kem đánh răng người ta đánh có 30 ngàn à bà nội. Chú là khách quen, giảm cho chú 5 ngàn. Trời giảm nhiều ghê, giảm 5 ngàn. Con nghe nè ba. Alo, ừ. Hả? Ba nè. Hả? Hả? Không, ba nói con nghe. Biết sao không? Ba gọi điện thoại con đấy, ba khoe. Ba có mua cho con gái của ba hai cái hũ kem làm trắng da nè. Đẹp lắm con ơi. Hàng hiệu đó, tựa là Hằng Nga. Cái tên á. Thôi, da con dễ bị dị ứng lắm. Hả? Hàng đồ quen của con thôi à. Thôi ba bán lại cho ai đi, con không có xài đâu. Hả? Vậy hả? Vậy nha, con làm gì ta? Trời đất ơi, nó không chịu rồi sao? Nó nói nó xài quen cái kem gì khác. Ủa, rồi. Ủa, chào chú Đức. À, chào, khỏe không? Chào khỏe. Ủa? Hả? Trời, chú Đức. Cái gì? Này bán thêm da ua hả? Sao bán da cho ai vậy? Bán da ua hồi nào? Cái này là kem làm trắng da. Hiểu không? Định mua cho con Vi nó xài. Nhưng mà con Vi nãy nó nói rằng là nó xài quen cái kem kia rồi, nó không có xài cái kem này được. Đó. Trời ơi. Uống ghê, làm tốt với 395 ngàn. Thấy thương quá à. Trời ơi, ba đi mua kem cho con gái xài. Ủa? Bây giờ con Vi không xài thì chú xài. Trời ơi, nghĩ sao đàn ông trai xài này bà nội. Cái gì tốt vậy? Chú không xài hả? Ờ. Trời ơi, mà chú biết không, cái kem Hằng Nga này nè là nổi tiếng lắm luôn. Nổi tiếng hả? Bạn con xài, nó xài một tuần sau là trắng bóc, tuổi đẹp như Hằng Nga. Trời ơi, bỏ uổng không ta ơi. Ủa, định bỏ hả? Giờ nó không xài, giờ đem lợi chỗ mình mua mở hàng cho người ta, đem lợi trả cho người ta chửi mình hả? Không xài, con. Con xài hả? Mày xài hả? Xài đi, để uổng con. Chú cho con tiền hả? Tao cho đó, tao tặng đó. Chú cho con tiền hả? Cho con á. Cảm ơn chú Đức, Xài đi nghe không? Được rồi, con sẽ đẹp như Hằng Nga. Rồi anh Tùng sẽ mê con. Anh Tùng sẽ là thiên bồng nguyên soái. Mày nói anh Tùng là Trư Bát Giới rồi nè. Hằng Nga ta dính với chú Cụi à cô. Ai vậy hả? Nghe chưa cô? Sao cũng được, miễn sao con đẹp như Hằng Nga là được rồi. Trời ơi. Em gọi nắng lên nắng đến xôn xao nắng vào. Ai vậy? Ai vậy? Cái gì vậy? Linh hả? Cái gì mày khóc vậy? Mắc đền, mắc đền. Mắc gì mắc đền? Mày làm gì mắc đền tao? Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì mày khóc bù lu bù la vậy chú Đức? Trời ơi. Sao cái mặt như hà bá vậy trời? Chú Đức á, đại gì chú Đức á? Em bị trái nạ hả? Đại gì chú, không phải. Em xức kem mà chú Đức cho nè. Xài xong cái mặt em hay vậy mất đền chú Đức ơi. Trời ơi chú Đức ơi, chú làm gì chú chế kem chi chú cho xài chi? Quay đâu đâu có cái gì đâu. Rồi cuối cùng là sao? Cái này chú Đức ơi, xài gì? Sao vậy? Tại gì chú? Cái gì vậy? Bây giờ khoan đi, ai khoan khóc đi. Bây giờ chú Đức nghe câu hỏi là cái kem này ở đâu ra? Tôi đâu biết cái gì đâu. Cái kem này á, tôi thấy tội nghiệp bà nụ quá đi. Bà bán, cho nên tôi mua giùm mở hàng cho bà hai hũ. Tôi mua cho con Vi mà con Vi nó không xài. Tôi thấy uổng quá tôi mới cho nó. Nguyên do là của bà nụ bán. Bà nụ bán kem này đúng không? Đi. Được rồi, em tới em đốt cái xì ba mới mở mà đâu. Phải cản lại chứ, phải đốt xì ba người ta kìa. Trời ơi, ông nội tôi cũng dám tới cái chỗ xì ba bà nụ nữa. Alo, nhập cho chị một lố nha, 100. 100, đúng rồi. Khách của chị á khen quá trời quá đất luôn. Trời ơi, xài có 1 tuần rồi mà trắng bóng mà. Rồi, càng sớm càng tốt cho chị nha cưng. Rồi, bye bye nha. Trời, bây giờ chỉ cần ngồi khóc mà đếm tiền thôi. Nộ. Ê Linh. Em Linh.
Do si ba chị. Trời ơi, chị mới nhập hàng mới về nè. Bao đẹp luôn, bao xịn luôn. Hàng mới nhiều lắm hả chị? Đúng rồi. Tốt lắm hả chị? Đúng. Trời ơi, còn cái mặt em sao chị? Ủa mặt em sao vậy? Trời ơi, em xài kem của chị em bị dị ứng đó. Tào lao. Em mua kem của chị hồi nào mà bị dị ứng? Nè, đừng có nói chị là mua mấy cái kem. Phải của chị không? Phải của chị không? Đúng rồi. Cái này là chú Đức mua của chị. Xong chú Đức cho tôi hai hũ. Xong chú Đức nói là hay lắm, trắng lắm, đẹp như thằng Nga. Sau đó tôi xài một tuần, tôi xài hết hai hũ. Bây giờ cái mặt tôi ra nông nổi như vậy nè. Người khi em sức có bị quá đáng không? Người ta kem gì mà một tuần xài hai hũ. Ai mà biết đâu, em sức từ sáng tới tối. Tôi trông ra ngoài bây giờ. Được, coi chị coi đâu, chị làm sao cái mặt tôi đi? Là nó nổi có cái mặt không hả? Nổi cái mặt không hả? Kem làm trắng da cái mặt tiền nghe của tôi. Bây giờ chị tính sao? Nụ ơi, mà cái này mua rồi có nguồn gốc rõ ràng không? Có đăng kiểm chứng luôn mà. Kiểm chứng ở đâu? Công ty hóa mỹ phẩm đó. Công ty hóa mỹ phẩm? Trời, cái chỗ đó tao làm keo dính chuột mà. Thấy mấy thằng đẩy xe cũng rao vậy đó. Trời ơi, quá đáng gì luôn hả? Chị coi tôi là con chuột. Để chị lên. Để chị ba nào. Lên. Mặt chị cũng mặt tôi nè. Ôi mà. Có khóc nữa, khóc rồi vận động nhiều mồ hôi nó ra rồi nó nhiễm trùng tùm lum bây giờ. Chứ bọn em nghe em xấu anh chê em đâu. Bình thường tôi cũng đâu có để ý đâu. Tôi không biết đâu. Bây giờ phải làm sao trả tiền viện phí cho tôi à? Bình tĩnh đi. Nên. Trời ơi, sao nghĩ sao mà mua mấy cái kem này về bán vậy nụ? Tôi không biết, thì người ta nói là một vốn mà bốn lời. Tôi có biết gì đâu. Một vốn bốn lời, buôn bán cái gì mà một vốn bốn lời? Rồi tự nhiên là ham lời, ham rẻ rồi mua về rồi phân phối ở trong xóm. Bây giờ cái mặt ai cũng như Hà Bá hết. Cũng may là chú Đức không xài, ổng mà xài cái mặt ổng đã như vậy rồi mà còn nổi mụn nhọn ra cái hệ thống gì nữa. Trời ơi, thì ra chú Đức với chị hai người câu kết với nhau hại tôi. Linh, bình tĩnh Linh nè, bình tĩnh. Cái gì vậy? Cái gì vậy Linh? Cái gì vậy? Anh ơi, hình như mấy cái gì mụn này nó vô não em rồi. Anh ơi, cảm thấy không được rồi, nhức đầu quá. Trời ơi, Linh ơi, bình tĩnh Linh ơi. Nè, nụ ơi, bây giờ cái số hàng này còn hay không? Tiêu hủy liền đi. Còn đâu mà còn, bán hết rồi. Em bị gì vậy Linh? Em có bệnh hay nọ, anh nói lại ai lo cho hai đứa nhỏ giùm em. Cái gì căng vậy? Có chút xíu mụn cơ mà căng vậy. Cùng à, tôi mà có chuyện gì á, tôi đổ cái quán này. Anh ơi, đưa em ra tòa đi. Tự nhiên Mỹ này đưa ra tòa làm cái gì? Kiện bây giờ cái thời gian kiện, bây giờ người ta đi vô bệnh viện Gia Liễu, người ta khám đi là cho xong rồi. Đi, tôi dắt đi cho. Trời ơi, bán đồ giả mặt mày tôi gì nè, có được không? Hả mày nụ? Là gì? Mặt tôi bị nổi gì nè? Mà bán ba cái đồ giả kem trắng da thằng Hằng Nga gì này nọ. Cái này là do tự xài thôi chứ ai mà biết. Ủa kem bà bán cho tôi bữa hôm qua mà rõ ràng mà. Do cách xài thôi, mệt quá tôi không có giải quyết gì. Đi. Mà nói chuyện có được, bà đền tiền cho tôi đi chứ. Không có đền gì đó, đi. Mấy bà đứng đây làm gì đó, quậy quái bà cho ngồi đi. Nè, nè, bà đền cho tôi đền cho hoàng hoàng coi. Tôi không đền á, muốn làm gì làm đi, mệt quá. Mà đâu, bà đền tay coi. Thiệt là tình chứ. Dù là mình đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Phong Long, chị nhìn mặt em nè, chị biết... thấy mặt em chưa? Thì biết rồi, cái gì từ từ nó hết chứ có gì đâu. Cái gì từ từ? Chị không biết em đi khám, người ta nói là nặng lắm không? Hả? Mà tốn tiền tốn thời gian nữa. Mà chị có biết là thanh xuân của em chỉ có một thời thôi. Vậy em biết đâu? Chị làm sao chị làm, chị đền cho em đi. Hôm bữa chị đền cho rồi. Trời ơi, đền vậy mà rồi đó hả? Đúng chị rồi. Ơi, cái này là em vừa bị tổn thương về vật chất, tổn thương thể xác, thậm chí tội rồi còn tổn thương về tinh thần nữa. Sao chị phải làm sao chịu trách nhiệm cả hai cái đó chứ? Nhưng mà bữa giờ ế quá, em thấy chị phải đốt Phong Long là em biết rồi. Đâu có bán được, đâu có khách khứa gì đâu. Em không còn biết, đó là chuyện của chị. Bây giờ nhiệm vụ của chị phải đền cho em đi. Bây giờ chị có tiền đâu mà đền. Có nhiêu đền nhiêu. Nè, nếu mà chị mà không đền hả, tôi lên Facebook tôi la làng cho mọi người. Đó. Trời ơi, thì tỉnh mới đốt Phong Long xong cái là
Lấy đi. Còn có nhiêu đây nè. Ê. Nè, cho 20 đó. Vậy đi. Trời đất ơi trời. Chào đây. Con chào gì? Ê. Chào con. Dạ. Mời con. Cô Tung. Vô xì ba mát xa xong hơi. Xong hơi tinh dầu á, sảng khoái lắm á. Thôi trời ơi, cái đó để con gái làm chứ tôi tinh dầu gì vô nổi người tôi. À. Dắt An qua hỏi thăm coi buôn bán làm ăn làm sao. Ê ảm lắm. Từ cái hồi mà vụ kem đó. Ê, không có ai vô hết mà lâu lâu còn bị hấp dọa nữa chứ. Chắc lên núi sống quá. Lên núi sống với ai trên đó? Dưới này là sống không nổi rồi, lên núi làm gì? Sao không bán cà phê lại đi, bán cà phê thấy được quá trời. Ủa, dì ơi, cái này là cái gì vậy? Cái này ha, là tờ rơi nè. Mới in luôn đó, giảm giá 10% nè. Xì ba hồng nụ chấm chím nè. Trời ơi, thiệt á, tôi nghĩ lại tôi thấy thương tôi quá à. Lúc nào cũng con mình, làm chủ cũng là tôi, rồi phục vụ cũng là tôi, rồi sắp tới á, là tôi đi đứng đường. Gì vậy, sao có suy nghĩ tầm bậy vậy? Đứng đường phát tờ rơi nè. Trời ơi, tôi nghĩ tới cái cảnh mà nhiều khi á, tôi đang đứng phát tờ rơi mà tôi ngã lăn ra, tôi ngất xỉu. Trời ơi. À, dì ơi, con muốn giúp gì? Bây giờ mình phải làm sao đây ta? Có người nào đâu. À, cô ơi, cô lấy tờ rơi giùm con nha cô. Cô ơi, cô lấy tờ rơi giùm con nha cô. Dạ, con cảm ơn cô. Nó chưa thấy ai ta? Dạ chị lấy tờ rơi giùm em nha chị. Coi cô lấy tờ rơi giùm con. Sao không ai lấy hết vậy? Coi cô lấy tờ rơi giùm con nha. Dạ, con cảm ơn cô. Chú ơi, chú lấy tờ rơi giùm con nha. Mệt quá à. Sao hồi nãy giờ mà ít người lấy quá vậy? Chú ơi, chú lấy giùm con không chú? Dạ, cảm ơn. Hồi nãy giờ ít người lấy quá. Chán quá. Hồi nãy giờ không nhiều người lấy. Á, à, anh Winner. Ủa, bé anh sao em lại ở đây? Anh ngồi xuống đây đi. Sao? Anh phát tờ rơi giúp em đi. Hồi nãy giờ anh phát mà không ai nhận hết đó. Ủa sao hôm nay tự nhiên em lại phải phát tờ rơi vậy? Dạ, em muốn giúp dì nụ nên em mới phát mấy cái tờ này nè. Tại vì tiệm spa của dì nụ sắp phá sản rồi. Mà nếu dì nụ phá sản thì dì nụ phải đi lượm ve chai, tội nghiệp lắm. Thôi, để anh làm cho. Nhưng mà em phát hồi nãy giờ không có nhiêu người lấy hết trơn. Anh có cách rồi mà liền. Dạ. Hai anh chị ơi, hai anh chị cầm giùm em nha. Cảm ơn ạ. Coi cô nhận giùm con hai tờ rơi nha cô. Okay. Dạ, con mẹ nụ này thiệt là quá đáng. Dám trục lợi trên sự nghi thơ của tôi hả? Kỳ này tôi cho bà chết. Chị, cho tôi hỏi coi, ở đây phải tiệm spa không chị? Tiệm spa nè. Tôi biết.
biết là tôi sai đó, tôi biết là tôi bán hàng dở là tôi sai đó. Hôm qua giờ biết bao nhiêu người chửi rồi, bây giờ chửi luôn một lần luôn đi cho rồi. Không có chị, em đã đem massage mà chị. Chị nói gì em không hiểu hết trơn á. Tới massage? Dạ, em đem massage. Tới đem massage? Dạ. Trời ơi, linh nghiệm dữ vậy trời. Vô, trời ơi, massage gì em, massage gì từ trên dưới em, massage chị gì? Ơi chị, ở đây có massage Thái không chị? Có em. Ủa, đi massage hả? Ừ. Ba đứa em là bạn với nhau hả? Ờ vậy không. Không quen biết gì hết. Không quen biết. Em đi, vậy thôi lấy số thứ tự nha. Dạ. Em vô trước làm số 1, dạ. Rồi số 2, rồi số 3. Không, nhưng mà giờ tôi gấp lắm, tôi muốn làm liền à. Thôi đâu có được, em thì phải ưu tiên ai vô trước thì làm trước, em chịu khó đợi chút xíu nha. Không có đợi. Massage khỏe lắm. Chị, vậy mình được lựa chọn nhân viên làm cho mình không chị? À, cái này thì mình chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. À, là ai vậy chị? À, là chị. À, chị hả? À, được không chị? Vô làm. Em đầu tiên nha, em massage body ha. Ôi trời. Một ngày 20 khách. Hơi mỏi tay chút nhưng mà đếm tiền sướng gì đó. Trời ơi, coi thử ngày mai mình cúng gì ta. Ngày mai cúng gà xôi đi ha. Mà thôi, gà xôi thấy thường quá à. Hay là cúng heo quay đi. Mà thôi heo quay mắc quá à. Thôi cúng gà xôi, quan trọng là tao. Ô, khách. À, chị xin chào quý khách. Quý khách đến massage đúng không ạ? Mời quý khách lên lầu. Không, tôi không tới đây massage, mát xiết gì hết á. Tôi, cái này phải của cô. À, đúng rồi, spa nụ hồng trúng chiếm nè. À, giảm giá 1%, nhưng mà bây giờ đến giờ này được giảm giá 50% luôn đó. Tôi không cần. Nè, tôi nhận được phản ánh á là chị bóc lột sức trẻ em đúng không? Là sao? Đây, nói có sách bách có chứng. Đây nè. Đây. Hey. Chị tính xóa hả? Không, mà đó cái... chị còn gì để nói nữa? Tôi đâu có làm gì đâu mà... giờ chị chối đúng không? Chị Linh có Linh giờ chị chối kìa. Chị chối hả? Chối hả? Đây nè là nè, sao chối hả? Có đàng hoàng đây nè, đây bằng trời ơi tôi mà Linh mà. Đây nói có sách mách có chứng đó, chị coi đi. Chị còn chối cái gì nữa? Chị Nụ, tại sao chị có thể đối xử như vậy với con cái tôi hả chị Nụ? Ai? Trời đất ơi, hai đứa nhỏ nó không biết cái gì đâu mà chị lợi dụng nó. Chị đem nó ra đường, chị kêu nó lăn lê bò lết như vậy ở ngoài đường. Chị có biết làm như vậy là chị xâm phạm vào quyền trẻ em. Chị sử dụng lao động dưới 18 tuổi như vậy là chị phạm luật. Chị biết không? Chị sẽ bị kiện ra tòa và đặc biệt chị sẽ ở tù. Đúng rồi đó. Không. Chị sẽ giải thích rất nhiều với công an. Đúng vậy. Cái mời này chị... tôi không có sai, tụi nhỏ làm gì hết đó. Mẹ. Mẹ đến ủng hộ gì dịch vụ massage của dì Nụ à? Dì Nụ, hôm nay dì Nụ có thấy đông khách không? Ủa là sao con? Dạ là khách spa á. Spa là sao? Trời ơi, bây giờ chị để hai đứa con tôi đi chèo kéo khách cho chị như vậy luôn hả? Là tại sao? Dì Nụ ép hai đứa con ra ngoài đường phát tờ rơi lăn lê bò lết ngoài đường đúng không? Dạ đâu có đâu, cái này là tụi con tự ý mà. Tại vì con thấy tiệm spa của dì Nụ không có khách nên con sợ dì Nụ phá sản rồi phải đi lượm như chai, tội dì Nụ lắm. Mày đứa bi rịnh. Các người nghe chưa? Các người nghe con bé nó nói chưa? Nghe chưa? Hay là cần tôi nói nó nói lại một lần nữa cho anh nghe nha. Cần không? Không cần đâu. Tôi xin lỗi. Tôi tha lỗi cho anh đó. Nhưng mà anh là đàn ông, sau này anh có nghe một cái thông tin gì đó anh phải xác nhận nó, anh phải suy nghĩ, anh hiểu không? Tôi hiểu rồi. Còn cô Linh à, dù gì mình cũng là hàng xóm láng giềng với nhau mà cô Linh, cô có bao giờ nghe người ta nói câu tối lửa tắt đèn có nhau không cô Linh? Vậy đó mà nhà tôi chưa có tắt mà người ta muốn đốt nhà tôi rồi nè. Cô Linh. Chị Nụ. Ủa cô Linh. Chị Nụ ơi, em xin lỗi. Em hồ đồ. Em mong chị bỏ qua lần này cho em. Em xin lỗi chị. Xin lỗi chị. Đứa xin lỗi cô đi. Xin lỗi cô. Xin lỗi chị Nụ. Ủa tụi con làm gì có lỗi mà xin lỗi.